Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo động Việt Á cháy tới Quảng Ninh, thiêu rụi thêm 5 quan tham, điểm mặt những ai. Vụ Việt Á đang tiếp tục cháy, không những cháy từ Nam ra Bắc mà còn cháy từ trên xuống dưới. Hiện nay tứ trụ đang cho thấy ít nhất 3 trong 4 người có liên quan ít nhiều đến Việt Á. Phải nói rằng vụ án Việt Á quét lần lượt qua các địa phương, qua các ban ngành, không tha ai, không bỏ ai. Đến ông cụ 78 tuổi Nguyễn Phú Trọng cũng bị thì ai còn thoát bây giờ. Vào ngày 13 tháng 6, ngọn lửa Việt Á đã cháy đến Quảng Ninh và càn quét quan tham ở tỉnh này rất mạnh. Ngày 13 tháng 6, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị xem xét trách nhiệm do các sai phạm xảy ra tại thị xã Đông Triều trong việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Thời điểm đó, ông Thành là bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đây là hình ảnh ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang bị xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy vào ngày 13 tháng 6 để xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm tại thị xã. Theo báo chí nhà nước của đảng thông báo thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến vi phạm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Đông Triều và Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, ông Dương Thành Trung, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Đông Triều. Thi hành bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Xuân Tiến, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, và ông Nguyễn Thành Định, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Đây là hình ảnh cùng chung số phận với ông Phạm Văn Thành còn có thêm 4 người nữa. Như vậy là Quảng Ninh đã kỷ luật tổng cộng 6 người, bao gồm Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Đông Triều, bà Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều, Nguyễn Xuân Tiến, cựu bí thư đảng ủy, cựu giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, ông Nguyễn Thành Định, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Tổng cộng là 5 người. Thực ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh làm theo lệnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đợt này, ông Nguyễn Phú Trọng cho vét ngược, vét xuôi để tránh có một số cá nhân lọt lưới. Đứng trước tiền quan chức Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn coi trọng đồng tiền là trên hết. Họ sẽ tìm mọi cách để tư lợi. Vấn đề là trời kêu ai nấy dạ. Ai bị gọi tên thì chấp nhận bị tù tội thôi. Bởi nếu không hùa theo đám đông quan tham để trục lợi thì sẽ bị loại thải, mà hùa theo thì có ngày cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh ra tay. Vụ án Việt Á chưa có quan chức nào bị kỷ luật mà không bị bắt. 5 quan tham này rồi cũng sẽ tra tay vào còng số 8. Tuy nhiên có một điều là những người này sẽ khó mà hối hận vì đã tham tiền mà gây ra cái chết của nhiều bệnh nhân COVID, vì họ đã phải sử dụng những kit test COVID giả. Họ chỉ biết trách họ xui thôi chứ khó mà ăn năn cho được. Từ vụ án Việt Á đã phơi bày ra hết sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ những người lúc nào cũng vỗ ngực vì dân, nhưng thực tế thì họ ăn của dân không chừa một thứ gì. Họ ăn bất chấp sự khốn cùng và bất chấp cả tính mạng người dân vô tội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm tóm cá gọc, Phan Đình Trạc trắng tay, Trạc thất thế. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết tâm đốt sạch, đốt mạnh những thanh củi mà ông Trọng đã lên danh sách đen. Trong đó có củi thuộc nhóm Việt Á chiếm số áp đảo. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được phân công phục vụ khu vực miền Bắc. Ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương,
phục vụ khu vực miền Nam. Đây là cuộc thi chạy đua giành sự tín nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng để tích góp vào sự nghiệp chính trị cho từng người. Ông nào làm tốt hơn thì ông đó sẽ có tương lai. Ông Phan Đình Trạc vốn chưa tai tiếng gì, nhưng ông Tô Lâm thì đã có quá nhiều tai tiếng. Cũng vì thế mà lợi dụng cơ hội này, ông Tô Lâm cần thể hiện là công cụ sắc bén cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người tổ chức cuộc đua mới ra quân. Thời gian ngắn mà ông Tô Lâm đã tóm được hai con cá lớn, đó là Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây được xem là thành tích của Tô Lâm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành công an, ông Tô Lâm đã đi trước ông Phan Đình Trạc trên đường đua này. Phan Đình Trạc cũng xuất thân từ ngành công an. Từ tháng 2 năm 2001 cho đến tháng 9 năm 2005, ông Trạc là giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Từ năm 2005, tiến thân của ông với vai trò lãnh đạo tỉnh về trung ương làm việc ban nội chính. Xem ra ông Phan Đình Trạc cũng có kinh nghiệm phá án, nhưng không có kinh nghiệm bằng ông Tô Lâm, và kết quả nó cũng khác nhau. Ông Phan Đình Trạc vào Nam chưa biết có theo đuổi được cá lớn nào hay không, nhưng cho tới giờ này thì chưa thấy có động tĩnh gì cả. Tại miền Nam vẫn có rất nhiều cá lớn ẩn nấp nơi đó. Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đợi lên thớt, nhưng sao chưa thấy Phan Đình Trạc làm gì cả. Còn đó Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải, nhưng xem ra những nhân vật này quá tầm với của Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang có lợi thế. Cánh miền Nam được xem là hung hiểm đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đến ông Nguyễn Phú Trọng mà còn bị ngã bệnh bí ẩn ngay tại Kiên Giang thì xem ra vùng đất miền Nam không dễ gì khuất phục những người từ miền Bắc vào xử lý. Từ ngày ngã bệnh tại Kiên Giang suýt nữa thì mất mạng, ông Nguyễn Phú Trọng không dám vào vùng đất này lần nào nữa. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng biệt phái Phan Đình Trạc thì xem như làm khó ông này. Trong lần thử thách này của ông Nguyễn Phú Trọng với hai tướng dưới quyền, xem ra ông Trọng vẫn ưu ái cho Tô Lâm hơn một chút. Giống như Hùng Vương thứ 18 thử thách Sơn Tinh và Thủy Tinh y như vậy. Lễ vật thì nghiêng hẳn về phía Sơn Tinh. Ông Trọng thì có vẻ ưu ái ông Tô Lâm khi để ông này vào vùng đất dễ tóm cá gộc lập công nhất. Vụ án Việt Á dính đến rất nhiều quan chức ở phía Bắc. Quan chức lớn dính đến vụ án này đều chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam. Còn đó có ông Vũ Đức Đam, một con cá cũng rất lớn. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà bật đèn xanh thì Tô Lâm sẽ ra tay ngay lập tức. Có vẻ như giải đất miền Trung ông Nguyễn Phú Trọng đang bỏ quên. Thành phố Đà Nẵng chi tiền mua kit xét nghiệm dởm của Việt Á nhiều nhất, nhưng vẫn chưa thấy ai đến đây tóm người. Hay là vùng đất này còn có ông Nguyễn Xuân Phúc nên không ai dám động đến. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc chưa lập thành tích gì. Với vị trí trưởng ban nội chính trung ương, tiếng Phan Đình Trạc có quyền lực rất lớn. Thời Nguyễn Bá Thanh đứng đầu bộ này, ông Thanh rất gan dạ, dù ông chỉ là ủy viên trung ương đảng. Lúc đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã tham dự phiên tòa xử Dương Chí Dũng để moi ra sai phạm đưa hối lộ có liên quan đến ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng rồi sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã sống không thọ. Phan Đình Trạc là người từng được xuất thân ở ngành công an, nhưng xem ra sự lì lợm và sự liều mạng, sự dám làm thua cả ông Nguyễn Bá Thanh rất xa. Nếu không can đảm thì sẽ trắng tay, sẽ không có thành tích gì để cạnh tranh với Tô Lâm cả. Ở lần chạy đua lần này, Phan Đình Trạc thất thế trước Tô Lâm.